Dạ rồi em không biên bài bạn xin chào mọi người nha. Hôm nay em lại tiếp tục lên video cho anh em mình tham khảo một số cái món đồ nghề bên em nha. Và hôm nay nó về đủ các cái mã kìm mà em đang sưu tầm cho anh em mình, cái loại mà cỡ lớn á. Rồi, rồi có cả con cưa đều quát này, này em sẽ thanh lý giá rất là rẻ nha anh em ha. Đó. Rồi, mọi người vui lòng liên hệ giùm em qua hai số điện thoại này nha. Em chỉ bán hàng qua hai số điện thoại này thôi, không có số nào khác của con Binh 77 cả anh em nha. Tránh trường hợp bị lừa đảo nha mọi người ha. Nhớ lưu số điện thoại của tụi em là khoan biên 77 nha. Đó. Rồi em giờ em sẽ vào chi tiết nè. Đầu tiên là em thanh lý con cưa này trước đi. Tại vì con cưa này là khách, đó là một khách quen của tụi em, đó là nhờ tụi em thanh lý hộ thôi, chứ không phải là tụi em bán cái con cưa này. Hồi giờ em chưa bao giờ bán cưa của Đề Quát cả anh em nhé. Đây, con cưa này nó kèm cả cái lưỡi này luôn. Khách về chỉ là dùng chơi thôi, đó là khách của em họ mua về để trải nghiệm thôi, mua mà là họ mua máy mới 100% luôn nha. Họ về họ trải nghiệm chơi thôi nha anh em. Kèm theo cho anh em cái lưỡi nè, cái lưỡi này là lưỡi một tấc 65, cái cưa này là cưa một tấc 65 anh em nha. Động cơ không chổi than, mình xài pin đều quát 18V nha. Cái lưỡi này nè anh em thấy không, cái lưỡi này là cắt xuôi cắt ngược gì cũng được nè. Đó, cái ren của nó nè anh em. Đó, cái lưỡi này là mình đẩy tới cũng được mà là kéo lui cũng được luôn nè, đúng không, chứ không phải là lưỡi một chiều nha, lưỡi hai chiều nha, cái lưỡi riêng của máy luôn nha anh em, lưỡi riêng của máy luôn. Đó, con này nó có cái mã này, cái mã của nó đây. Đó, zoom lại cho anh em mình xem. Đây là DCS 393, DCS 393. Anh em mình lên Google mình search thử cái mã này bao nhiêu tiền nha. Họ mua là phải mua trên 2,5 triệu mới có xài đó anh em. Con này là nè, đá nó ghi là 165 mm nè anh em, tức là dùng đĩa 165 nha. Cái này là hàng 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 Mỹ anh em ơi, con này là hàng Mỹ ha, hàng US này, hàng Mỹ ha. Đó, mà bàn của nó này mình nghiêng được 45 độ, à cái gì đây, không cho tới 50. Đó, có nghiêng được tới, nó là nghiêng 50 độ anh em ơi, nghiêng 50 độ. Bàn này còn mới choang à, khách em họ mua mới luôn mà. Đấy, tức là bây giờ ảnh không không ảnh trải nghiệm xong rồi ảnh muốn thanh lý lại cho anh em mình. Em thì đang bữa nay chưa đóng kịp cục pin, có cả cái lục giác nè anh em, đầy đủ đồ luôn anh em nha. Chưa có cục pin để gắn vô thử cho anh em, nhưng mà bao cho anh em là máy chạy full nha, chạy full ok luôn. Thì em sẽ thanh lý giá rẻ cho anh em, chỉ có 1,5 triệu thằng máy thôi, quá rẻ luôn anh em ơi. Anh em nào mua được con này quá hời luôn á, 1,5 triệu thôi nha. 1,5 triệu là cái thân thôi, chưa có pin gì hết. Anh em nhìn coi này, con máy nó rất là mới nha, khách em họ mua mới đó, họ trải nghiệm chỉ vài lần thôi. Cái này mình vệ sinh mình lau bụi là nó sáng tròn thôi à, cả lưỡi cả đồ luôn. Anh em nhìn cái bàn là biết người ta cắt nhiều hay chưa nè. À, 1,5 triệu nha, anh em nào mua thì nhắn em, còn cần clip test thì nói em tiếng để em gửi qua Zalo cho mình nha. Em sẽ bỏ pin vô em test cho anh em mình chạy các kiểu. Anh em mình muốn mua pin sạc thì em cũng có bán luôn nha. Còn cái này là khách họ nhờ em thanh lý giùm, cái thằng 1,5 triệu. À, anh em mình mua liên hệ em ha. Rồi tiếp theo nè, cái cần 1/2 lét léo của hàng top anh em. Cái top này là không phải top nhái nha em, đồ nghề thì của top thì em chỉ bán top xịn thôi, top thật ha, hàng chính hãng, chứ em không có bán hàng top nhái. Thì chà, cái nào mà có nhái thì em sẽ báo nhái rõ ràng lắm anh em. Top này bằng chất liệu CRV và made in Taiwan, Taiwan tức là Đài Loan anh em nhé. Cái cần này một đầu khẩu của nó là 1/2 này anh em. Đó, đấy, đầu 1/2 lét léo. Đây, để em đo cho mình xem thử là kích thước bao nhiêu nha. Kích thước mình tính luôn cái đầu cần anh em nha, tính luôn cái đầu 1/2 luôn nè. Tính lúc dài nhất ra tới nè là cho là 30,5 anh em nha. 30,5. Đấy, 30,5 cm. Cái này là 179.000, còn có cái cần này dài hơn. Đó, anh em mình làm những ốc lớn cần cái cần to như thế này thì xài bạn này nè. Cũng đấy, top made in Taiwan nhìn nó rất là đỉnh anh em nha, chứ không phải đồ thường, đồ nhái thì nhìn ghê lắm. Rồi cái này là mình đo thử cái bao nhiêu nè. À, cái hồi nãy 31,5 thì cái này 46 anh em nhé. Cái hồi nãy hình như là 30,5, cái này là 46 cm. Cái này, cái cần này 46 cm anh em nha. Đấy, đầu 1/2 lét léo như thế này. Đấy, mình sẽ làm được 3 cỡ nha. Một là bên trái, hai là thẳng đứng, ba là bên phải nha. Đó. Được chưa? Đầu nó có bi giữ khẩu nè. À, anh em nhìn kỹ, xoay kỹ thử cái nó có bị
thì 6 cái chi tiết nào không? Đấy, cái cần ngắn á thì nó sẽ là 179.000, còn cái cần dài nó sẽ là 210.000 nha. Đó, hàng top chính hãng anh em yên tâm nha, mua của nhà em mình không có sợ mua phải đồ nhái đồ giả đâu anh em nhé. Giả nha, giả hay là nhái thì em sẽ báo rõ cho mình luôn nha. Rồi, đó là cái cần lắc léo. Còn anh em nào mà muốn mua cái khẩu lắc léo em cũng có bán luôn nha. Đây có hai kiểu cho anh em mình chọn này. Đầu này là 1/2 nha, mình sẽ ra 1/2 lắc léo anh em ơi, 1/2 ra 1/2 lắc léo. Cái màu trắng này nó sẽ là 50.000 một cái anh em ha. Đấy, 1/2 ra 1/2 lắc léo như thế này nè. Đấy, 50.000 một cái, hàng của Hòa Phao nha. Mình rút ra như thế này là 1/2 nè. Đó. Không xài nữa thì mình treo lên. Rồi cái bạn này thì màu đen nó sẽ lắc léo như thế này, nó xoay được anh em. À, cái màu đen nè, nó xoay được như thế này. Đó, nó xoay như thế này. Thì bạn màu đen này cũng là 1/2 ra 1/2 lắc léo là 95.000 anh em ha. Cái màu đen này là 95.000, còn cái màu trắng này là nó 55.000 nhá. Màu trắng là 55, màu đen là 95. Được chưa? Rồi, mũi vít ha, mũi vít của Nhật Made in Japan nè anh em. Này là PH2 nha. Anh em nào mà làm công việc nặng mà hay bị hư ốc á, hay bị hư mấy cái đầu này nè, đầu PH2 là chuyên gia bị hư anh em đúng không? Cái này đầu này là made in Japan ha, chuẩn hàng Vercel sản xuất tại Nhật và chất thép của nó là cực kỳ cứng luôn. Con ốc của anh em bị hư cho cái mũi này nó chưa có hư đâu anh em ha, nó bền lắm, mũi này siêu bền nha, siêu bền siêu cứng luôn. Thường mình mua mấy cái loại 5.000, 10.000 một mũi thì mình dùng nó nhanh bị tè đầu. Ha, con ốc của mình nó cứng quá đó, mình bán lực lớn thì nó hay bị tè cái đầu PH2 này của mình. Thì cái bạn này sẽ đảm bảo cho anh em mình dùng được ok hơn nha. Cái vết xeo này là 8,2cm nè, em đang cầm là 8,2cm nè, là 45.000 một mũi nha, 45.000 một mũi. Còn cái loại này là của Anet nè, Anet ha, Anet thì nó dài 11 nha anh em, dài 11cm. Cái này thì nó cũng là làm bằng chất liệu siêu cứng, siêu chịu lực, nó có hấp thụ được cái lực phản lực của mình luôn. Tại vì mình dùng lực lớn mình bắn thì nó hay bị phản lực lên anh em, cái mũi vít nó nhảy ra khỏi cái con vít. Thì cái bạn này bạn sẽ hấp thụ cái lực đó, làm cho cái mũi vít của mình lúc nào cũng dính chặt vô cái con vít. Và nó có hấp thụ cái moment sáng để giúp cho cái mũi mình nó bền và nó không có bị gãy nha anh em nha. Hấp thụ lực là chống xoắn, chống bị cong mũi luôn. Tại vì mình làm được nặng hay bị cong mũi, gãy mũi. Thì bạn này bạn sẽ chống lại được tất cả những cái thứ mà anh em sợ. Bạn này giá một cây là 50.000 anh em ha. Một vỉ có 5 cây. Anh em mua lẻ một cây là 50.000. Đó. Còn mua cả vỉ thì mình cứ dạy nhân lên cho em nha. Anet là hàng thương hiệu cực kỳ đỉnh luôn. Cái này anh em mình mua trên mạng phải là 65-70.000 một mũi lận đó. Cái này em bán giá rẻ cho anh em mình trải nghiệm đó nha. Không có nhiều đâu anh em. Người ta nhập chính ngạch về thì người ta bán giá 70 là đúng rồi. Còn cái này là em hàng đấu giá, không có khối lượng nhiều để bán cho mọi người, chỉ là bán ít để mọi người trải nghiệm thôi đó. Một cái 8,2cm nó sẽ là 45.000 và 11cm nó sẽ là 50.000 một mũi anh em nhé. Còn cái mũi vít hàng thường của mình đây là hàng chính hãng của Quật Phao và King Blue anh em nhé. Quật Phao và King Blue. King Blue thì nó thiết kế hai đầu như thế này, nó có hỗ trợ thêm một cái đầu màu vàng. Cái đầu này để tăng cái lờ từ tính cho cái mũi vít của mình. Và khi mình làm nội thất á, anh em, hoặc là bán thạch cao là cần cái đầu này nè. Tại vì khi mình bán vào lực lớn quá hay lỡ tay mình bóp cò hơi quá thì con vít của mình nó hay bị lúng vô cái ván, làm cho cái nó sập vô, nó xấu cái mặt phẳng đi đúng không? Thì cái này nó sẽ giới hạn lại cái đầu vàng này anh em, nó sẽ giới hạn lại cái độ vào sâu của con vít nha, làm cho mình không có bị xấu cái bề mặt khi mà mình bán vít vô. Cho nên là em thấy là lắp đặt nội thất này, đóng thạch cao là rất là cần cái mũi vít mà nó có cái cục màu vàng chỗ này. Đó, cục cản như thế này. Tăng từ tính đó. Rồi, một cái mũi này là 6,5cm, mũi này nó sẽ là 10cm. Đó, mũi Quật Phao là 15, 20 và 25cm anh em nha. Đó. Combo 5 mũi mình sẽ có 5 cỡ. Và cái này là hàng chính hãng, làm bằng thép S2 chứ không phải là thép dởm anh em ơi. Thép S2 nha, S2 là cái loại thép công nghiệp, nó chịu lực rất là tốt, nó dùng sẽ bền hơn rất là nhiều so với những cái thép thông thường mà mình đang mua ở ngoài đường, mình không biết là hàng gì, hàng thật hay hàng giả đó.
thì cái bạn này là 120.000, em bán combo 5 mũi, em bao ship cho mình luôn, cho mình về trải nghiệm thử nè. 15 6 nè, 6 phần rưỡi nè, 10 phần, 15 phần, 20 phần và 25 phần, được chưa? Nhiều khi mình tìm cái mũi 25 phần này mình mua cũng khó lắm anh em nha. Em có bán lẻ hết, anh em muốn mua cửa nào em cũng có bán lẻ luôn. Còn cái này là em set combo để mình mua nó có bao tiền ship luôn cho nó dễ, và mình mua vậy kèm theo những cái món khác nó cũng sẽ bao ship luôn, được chưa? Thì 120.000 là em bao cước tận nhà. Anh nào đang mở óc viết mà thiếu những cái con PH2 mà dài như thế này á thì có thể tham khảo thử cái dòng này mình dùng xem sao anh em nha. Rồi, cái này là cước ha, cược cái của quần phao anh em ơi. Đồ rẻ thì mình mua ở ngoài thị trường hoặc là ra gần nhà mình người ta bán quá chừng luôn đúng không? Nhưng cái này là đồ hãng nha. Đồ hãng nó bán như thế này, combo. Nè, combo anh em, combo 3 cái. Giá là 35.000. Đó, rẻ ha. Để mình trà sát trà đồ nè anh em. Nha. Combo 3 cái, 35.000 cái. À 35.000 vĩ như thế này nha. Còn cái anh em mình làm nhiều hơn thì có cái này. Đấy. Đó, cái này mình gắn vô mấy kẹp mình làm á anh em. Cái này là combo cho mình là 5 cái. Tên người ta đặt nè. Bộ 5 chén cước ha. Giá 65.000. 5 chén cước là 65.000. Đó. Còn 3 chén cước thì là 35.000. Đó, anh em mình thử dùng đồ hãng thử nó ra làm sao. Chứ đồ chợ mình mua thì có mấy ngàn cái à, 8-9.000 một cái rồi anh em, đúng không? Thường mua mấy cái chén cước ở ngoài thị trường đó. À, thì anh em dùng thử đồ quật phao xem sao ha. Rồi qua tới kèm nè anh em, kèm của quật phao ha. Mình có cái kèm điện nè. Kèm điện cái này là size 8 inch, tức là nó dài 20 cm. Đây, bạn này là 69.000 một cái anh em nhé, kèm răng á anh em. À, 69.000 một cái. Còn cái này là kèm chuyên cắt nha. Cái này là chuyên cắt cũng dài 20 cm luôn, nó chỉ có cắt thôi nha. Người trước kia người ta làm chỉ có 6 inch, 7 inch thôi, nhưng bây giờ quật pha đó làm kích thước lên tới 8 inch để làm chi. Đó, cái đòn nó dài ra như thế này, nó tiết kiệm được 30% cái sức cắt của mình luôn anh em. Bình thường những cái loại kia mình xài 10 công lực đúng không? Bạn này mình xài 7 phần công lực thôi là mình cắt ngọt lắm rồi nha. Đấy, bạn này giá là 90.000 đồng một cái kèm chuyên cắt của quật phao 8 inch. 8 inch dài 20 nè anh em. Rồi còn kèm răng nè anh em. Đây, cái kèm răng này thì nó nhỏ đúng không? Đấy, thì nó 20. 20 là cũng thấy lớn rồi nhưng mà có bạn còn lớn hơn. Đây, bạn này là tới 240 luôn, tức là 9,5 inch anh em nha. Đó, cái kèm này. Đó, anh em thấy không? Kèm răng, kèm điện cho mình đó. Giá 105.000 thôi à, quá rẻ. Cái đòn nó dài như thế này là mình làm công việc gì nó cũng nhẹ nhàng. Hoặc là anh em bàn tay của mình to á, không có thích dùng mấy cái loại 7 inch, 6 inch, nó hơi nhỏ. Và nếu mình làm dây lớn thì làm nó rất là mỏi tay. Thì cái bạn này bạn sẽ vừa tay của anh em mình hơn nè. Nó rất là vừa tay, vừa vặn với cái tay của mình. Mình làm việc nó trơn tru và nó dễ dàng hơn nha. Chính vì vậy cho nên hãng người ta mới dám ra cái loại này và nó khẳng định là tiết kiệm cho mình 30% cái sức của mình làm á anh em. 105.000 cây thôi anh em mình mua trải nghiệm thử nha. Còn cái này là kìm nhọn nè, đây là những cái hãng mẫu mới của quật phao hết. Đó, toàn bộ cái kìm mẫu mới của quật phao nó đều thiết kế lớn hơn một tí để tiết kiệm cái sức mình làm á anh em. Cái này là kìm nhọn nè, cũng dài là 20 luôn anh em, 8 inch nha. Đó, 20 nè, 8 inch. Thì bạn này đang bán giá là, chết rồi, giá đâu rồi? Rồi bạn này có giá là 80.000 anh em nha, 80.000 một tay. Tay mình đo nè, cái tay của nó, cái chỗ tay cầm của nó là dài tầm 11 ha. Còn từ cái cán mũi của nó này, cán mũi của nó dài như đây, 9 feet mấy nè anh em. Đó, cho 9 đi ha, cho 9 đi. Đó. 11 cái 9 là 20 đó anh em, cái này 11 nè, còn cái khúc này là 9 nè. Đó. Này giá là 80. Cái này 80 nè, cái này là 90 nè. Cái này là 69.000 nè. Còn cái này nó là 105.000 anh em nha. Đó. Rồi cái này là của quật phao, ở chức năng nào nó ra chức năng đó. Còn của LS nè anh em. Của LS nè thì nó lại đa năng. Nó lại kèm đa năng anh em, ba loại. À, cái này là kèm cắt. Cái nào nó cũng có thêm cái chức năng cho mình. Thứ nhất là nó có cái lò xo này để làm chi, nó banh, nó tự banh cái kìm ra cho mình như thế này. Đó, khi mình làm việc mình không cần phải lấy tay, mình banh kìm ra. Rồi cái này nó cắt nè, nó làm bằng thép CRV nha anh em ha. Nó cắt nè, rồi nó bấm cốt nè, rồi nó tuốt dây nè,
Được chưa? Cái nào nó cũng có như vậy hết. Và đồng giá kèm này là 120.000. Kích thước của nó là 8 inch nha anh em. 8 inch á. 8 inch tức là dài 20 á. Đấy, còn cái này là kèm kèm răng nè. Đấy, kèm điện của anh em hay xài đây cũng 120.000 đây. Đó. Cũng có tuốt, cũng có cắt luôn, đa năng và cũng có cái lò xo banh kìm ra như thế này. Đó, thì giá bạn này em đang bán cũng 120 luôn, đồng giá hết nha anh em nha. Nè anh em thấy không? Từ mũi cho tới cán của nó này, dài 21.5 lần này nha. Là đủ 8 inch đó nha, hơn 8 inch một tí, 8 inch người ta quy định tầm 20 thôi. Đấy, rồi cái nhọn cũng vậy anh em nha, cũng 120, nói chung kìm LS là nó có đa năng, nó cắt, nó tuốt và nó bấm cốt. Đấy, đa năng là 120.000 một cái nào cũng đồng giá như nhau nha anh em ha. Rồi, cái này là cái mài khuôn của thằng Quật Phao. Mài khuôn này nó có công suất, để em đọc cái công suất cho mình nha. Đây, bạn này sẽ là 130W, dùng phi là 3 ly 2, vòng tua tối đa là 35.000 nha anh em, sản xuất tháng 6/2024 là cực kỳ mới luôn anh em. Có tem bảo hành chính hãng đàng hoàng, mình kích hoạt online nó dễ lắm anh em. Đây. Nó ta ghi sẵn cái phí bảo hành cho mình, bảo hành 6 tháng nha. Cái này bảo hành tới 6 tháng luôn anh em ơi. Đó, nó sẽ có một cái sợi dây lắc léo cho mình đi lại mình mài nữa nè anh em. Đó, sợi dây lắc léo nè. Rồi nó kèm cho mình một số đồ nghề nha, kèm một số đồ nghề cơ bản thông dụng khi mà mình dùng làm mài khuôn. Đó. Bạn này nó đựng trong cái vali như thế này, rất là xịn sò. Và giá em đang bán là 470.000 nha anh em. Đây, cái bạn này 130W, 470.000 một cái nha anh em ha. Nó sẽ có cái gì đây? Gì đây, nó ghi cái gì đây, mình dịch không ra anh em ơi, để em dịch thử à. Bữa sau em dịch thử em nói anh em mới được nè. Như là có chỉnh tóc rồi đàng hoàng luôn á nha. Đó, 470 ha. Anh em nào thích mài khuôn rồi chơi cái này, mài khuôn mini, mài khuôn lớn hơn em cũng có nữa nha, mình hãng khác. Anh em nào cần mài khuôn thì cứ nhắn em nha, mấy cái mài lũa rồi đó. Rồi cái này là cờ lê, cái khóa chữ S. Khóa chữ S chỉ bán nguyên bộ như này, không ai bán lẻ hết anh em. Không có bán lẻ nha. Đây, nhiều khi con ốc nó ở trong cái góc này thì cái thẳng làm sao mà nó mở được anh em? Chỉ có cái cờ lê S nó mới mở ra được thôi, đúng không? Đó, nhiều khi con ốc nó ở trong cái thế này kẹt lắm luôn, khó mở ha. Bạn này sẽ hỗ trợ cho anh em được mở được rất là nhanh luôn. Kích thước nè, mình sẽ có 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đó, những cái cỡ thông dụng không mà anh em. Cái này 255.000 nha. 255.000 bộ anh em mua để dành này. Nhiều khi đụng tới, cần tới mà lại phải đi tìm mua hoặc là rất là khó, không có được nha. Ba cái đồ này đồ hao mòn mà, mình xài nhiều nó sẽ tuôn, sẽ này để kia, cho nên là mua không có thừa đâu anh em. Đó, còn cái bạn này là bạn khóa S nha, khóa E chứ quên em nhầm, khóa E. Đây, mình sẽ có một bộ như thế này là E8, E6, E8 nè, để mình đọc mình lại cho dễ. E6, E8, E10, E12, E14, E18, E20 và E24. Đó là bằng thép CRV nha. Thép CRV nó rất là chuẩn anh em nha. Hàng chính hãng người ta làm chuẩn CRV, chứ không làm thép tào lao hoặc là không quảng cáo xạo đâu nha. Đây là cái khóa của nó nè anh em. Khóa E, khóa sao như thế này nè. Đó, bạn này một bộ là 195.000 anh em nha. 195.000 một bộ, một set như thế này. Đó, rồi em có một cái cờ lê xích anh em ơi. Nè, cái hãng nó gọi, nó dùng cái tên là cờ lê dây xích ha, 119.000 một cái. Đây, cờ lê dây xích để lấy ra cho anh em mình coi nè. Cái này là mẫu mới của nó anh em, mới về thôi. Đó, có một sợi dây xích như thế này. Rồi, đây là cái cờ lê. Không biết sử dụng sao luôn anh em, cái này em hỏng rành. Cái bữa nào anh Vinh anh sẽ review cho anh em mình xem. Đó là anh nào trong nghề chắc nhìn sẽ biết là cờ lê dây xích để làm cái gì ha. Cho em thì em không rành, em chỉ báo giá cho anh em thôi nha. Cờ lê dây xích hay có anh nào đang thấy cái đồ nghề này hay 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 là cần thiết cho công việc của mình đó thì mình chuyển luôn nha. Đó, nó có một cái đầu nhọn như thế này anh em, chắc là để móc xích vô đó. Đấy, cái này nó mới về anh em thông cảm, em chưa có tìm hiểu chức năng.
sau em sẽ nói rõ hơn nha. Rồi, cờ lê dây xích này em đang bán giá là 119.000 anh em nhé, 119.000 một cái. Kích thước của nó là 9 inch nha mọi người ha, 9 inch tức là dài 40 á. Ủa đúng không? À nó dài tổng thể anh em ơi, tính chiều dài tổng thể của nó đó. Người ta ghi kích thước là 9 inch nè. Rồi. Rồi khò ga, anh nào đang xài ba cái khò mà bị hổn lửa đâu. À rồi ra lửa vàng tức là nó làm cho cái ga của mình ra không có đều á. À, thì bạn này nè, bạn này sẽ ra tối đa được tới 1400 độ C luôn anh em. Và cái cò của thằng King Blue này anh em, nó đặc biệt ở chỗ là nó ra khí ga rất là đều, và mình cái chỉnh nó có cái chỉnh chỉnh tốc này anh em, cái chỉnh hơi ga ra lửa to lửa nhỏ đó, nó chỉnh rất là đều, mình đi tới đâu thì ga nó ra tới đó, và cái số lượng lửa nó sẽ ra theo cái điều chỉnh của mình, tức là kiểu mình hình dung giống như là cái điều tóc cò nó mượt cực kỳ đó. Đó thì cái kiểu mà chỉnh lửa của nó cũng y như vậy, và nó không có bị hổn, và lửa của nó lúc nào cũng xanh, tức là nó ra ga đều anh em, ga nó ra cái lửa rất là đều, không có bị vàng lửa nha, không có bị phật. Đấy, bạn này giá em đang bán là 170.000, anh nào mà đã dùng rồi thì sẽ rất là thích nha. Đó, chứ mà anh em đang dùng cái loại có 100.000 đi chăng nữa cũng thua cái này nha. Mình nghĩ 100.000 tới là xịn rồi, nhưng mà em thấy nhà em cũng có loại 100.000 nhưng mà thấy không bằng King Blue nha. À, không bằng King Blue, nhìn thấy nó cũng chỉnh chu đó, nhưng mà sao nó ra lửa cò của nó cũng không có đẳng cấp bằng King Blue anh em ơi. Cho nên là em bán cái này, khuyến khích anh em mình nên mua nha. 170.000 một cái, nó có cái giá của nó anh em, xài đã lắm. Đó, anh em mình làm cái công việc nhà bếp nè, hoặc là mình thui lông, hay là mình khò hàng cái gì đó, mình uống cơm cái gì đó thì mình xài cái này. Đó, gắn vô bình ga mini mình dùng, 170.000 nha. Rồi, kéo các ống này em sẽ có hai giá tiền cho anh em mình. Của King Blue thì giá nó cao rồi, nhưng của Wolfpaw thì giá nó bình dân. Wolfpaw giá có 70.000 một cái thôi. Cái này là kéo các ống nhỏ cho anh em mình nè. Nha, kéo các ống phi từ phi 3 cho tới 35. Thì bạn này cái thân của nó bản anh em là mình nhôm nha, thân đó là mình nhôm toàn bộ nha, hai bên hai cái ái của nó mình nhôm hết. Cái này anh em mình đi làm rã sàn các ống nước nhỏ đâu là chơi ok lắm nha, bóp một cái là dính thôi, bóp một cái là đứt thôi. 70.000 cái giá bình dân, còn của King Blue thì giá nó là 101, nó mắc tiền hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cái thân của nó là làm bằng hợp kim nhôm, nó sẽ nhẹ hơn là nhôm, và nó cho mình cái cảm giác cầm bóp nó thoải mái hơn anh em nha. 101.000 nó sẽ khác với 75.000 ha. Đó, 101.000 thì bạn này là cái lưỡi của bạn là làm bằng thép SK5, nó sẽ rất là sắc bén và khá là bền nha anh em. Đó, hộp kim nhôm full luôn nha, full luôn hộp kim nhôm hết đó, nhẹ lắm, rất nhẹ, cầm cái này trên tay tầm 200g thôi anh em. Hộp kim nhôm nó nhẹ hơn nhôm nữa đó. 101.000, anh nào đã dùng rồi thử đã dùng những cái loại mà 30-40 ngàn á, 30-40 ngàn thì nó làm cái thân mình nhựa, bóp một cái nó gãy mất tiêu anh em. Thì cái này là hộp kim nhôm, nó sẽ rất là bền, nói chung là đáng làm tiền bát gạo cho mình luôn đó. Thì bạn này cũng vậy luôn, bạn này cũng là thân hộp kim nhôm, nhưng mà bạn này thì dùng được cái ống lớn nhá, ống của bạn này là mình cắt được tới ống 42 lận ha. Lưỡi của nó này, lưỡi SK5 đó, nhẹ lắm anh em, cho mình cái cảm giác cầm nắm cực kỳ nhẹ và bóp rất là sướng nha. Đó, nó khác hẳn với những cái loại mà người ta bán 50-70 ngàn cái đó, thì cái này giá là 180 ngàn. Anh em vợ muốn xài bền á, ba cái đồ dởm thì mình bóp nó sẽ rất là lâu và nó đau cái tay của mình. Thì những cái bạn này bạn thiết kế cho mình là một cái lưỡi sắc bén nè, rồi một cái thân nó nhẹ nhàng để mình cầm nắm mình bóp nó ok hơn, cái cảm giác làm của mình nó sẽ nhanh hơn á anh em đó. Thì nè, 70.000 nè, 101.000 nè, và 180. Đó, anh em mình tham khảo nha, ba mẫu này của King vừa chính hãng hết đó. Rồi, tiếp của Wolfpaw nè. Tiếp đầu 1/2 ha. 1/2 đựng trong một cái hộp như thế này, cực kỳ nhỏ gọn và bảo quản rất là tốt luôn. Mình sẽ có 10 khẩu là size 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 và 24. Thép CRV chuẩn luôn anh em nha. Thì độ dài của cái này là 4 cm nha, độ dài của tiếp là 4 cm, 245.000 một bộ anh em nha, 245.000 một bộ.
đó, anh em đừng có mua nha. Thật sự luôn em nói rõ nè, anh em đừng có mua những cái tip mà người ta bán 99 ngàn hoặc là 100 ngàn một bộ. Không có dùng được anh em ơi, dùng nó dởm lắm, mình dùng vài lần là nó hư hết trơn hết trọi à. Cho nên là anh em mua chuẩn một chút là thép CRV cho nó chuẩn một tí, mình dùng nó ok hơn. Chứ mình dùng ba cái loại 99-100 ngàn là nó sẽ rất là mau. Em cũng có bán và cũng có biết những cái loại đó, nhưng em không có dám chào lên đây. Đó, sợ mình dùng không có ngon, không ok thì mình lại chê, rồi mình lại nói là shop bán hàng đẻo nha. Không có cái gì nó rẻ quá mà dùng được lâu đâu anh em. Còn cái này thì em thấy giá nó cũng hợp lý nha. Đó, CRV 245 ngàn một hộp như thế này. Còn anh em muốn xịn hơn thì mình xài thêm CRMO nha. Đây nè, của Toto em có nguyên combo này là thép CRMO. Mình sẽ có cũng là từ 10 cho tới 24 y chang vậy luôn anh em. Nhưng mà thép CRMO, CRMO thì nó bền hơn CRV, nó chịu lực chịu nhiệt tốt hơn rất là nhiều so với CRV anh em nha. Thì cái bộ này giá là 320 ngàn. Đó anh em thấy không, của Bột Phao là CRV thì 245, còn CRMO nó sẽ là 320 ngàn. Không có bán lẻ anh em nha, cái này em chưa có bán lẻ ha, nguyên set thôi. Mà em nói anh em mình đang xài ở nhà cái loại dởm thì có thể mua cái này, tại vì mấy cái này anh em mình làm nhiều á là nó hư liên tục thôi. Thực sự CRV cũng hư chứ đừng nói tới CRMO. Đấy, cho nên mình mua của em thấy của Toto CRMO giá nó cũng êm á, 320 ngàn bộ nè. Anh nào mua thì nhắn em, nhắn qua Zalo cho em nha. Rồi, em có một cái nữa anh em là cái đèn pin flash flashlight của thằng Wolf Fowl này. Đấy, cái này nó rất là nhỏ gọn anh em, mà nó hay một cái là người ta thiết kế bọc cái cao su ở bên ngoài như thế này anh em, kiểu như là để chống sóc á, chống rơi vỡ, lỡ mình rơi rớt là nó không có bị vỡ anh em. Đó, rồi nó có cái móc như thế này nè. Đấy, nếu mình cầm tay bình thường, còn nếu mình làm việc trên cao á, ở đâu đó thì mình móc lên như thế này. Cái này nó nhẹ lắm, mình cầm trên tay chắc cũng tầm 200 gram thôi, chưa tới 200 gram đâu anh em, nhẹ cực kỳ luôn. Bạn này em đang bán với giá là 265 ngàn anh em nhé, 265 ngàn một cái. Đèn pin 320LM. Đấy, đây, led của nó này. Đấy, sáng lắm anh em ơi, quá trời sáng luôn. Đấy, nó có hai kiểu sáng ha. Hai tốc độ mình bấm, tức là một cái sáng mạnh và một cái sáng mạnh hơn nè. Đó, xong rồi một cái để mình rọi đường nè. Đấy, rọi đường như thế này, ở trên này có. Đấy, rồi cái này là sạc ha, cái này là cái cổng sạc của nó, nên là cổng sạc tay si luôn anh em ơi, cổng sạc tay si. Còn pin cái này có 500 nữa ha. Ở chợ 500 hít nè anh em, chợ nó hít, chợ nó coi nó hít nguyên cái bộ khẩu của em đứng lên còn được luôn nè. Quá trời quá đất là nó hít. 500 quá trời quá đất anh em ơi, nó hít cơ. Đấy, cái 500 này, 500 này cũng rất là quan trọng nha, nhiều khi mình để đứng những chỗ mấy hàng mấy tiện đồ là nên có cái này nè. Cho đứng một chỗ nè, không có bị rơi rớt nè. Có một số cái 500 nó yếu lắm. Hàng Trung Quốc mua 500 nó yếu lắm anh em. Hàng nhái á, Trung Quốc nó nhái mấy cái này nhiều. Rồi, để em coi còn có chức năng gì nữa không. À, xoay được nữa nè anh em. Xoay được nha, xoay 360 độ luôn. Xoay được nha. Đó, xoay được. Rồi, 265 ngàn anh em ơi, quá trời quá đất. Đây, cổng sạc của nó đây. Đấy, như này thôi, 265 ngàn. Anh em nào đam mê đang cần một cái đèn nhỏ gọn bọc túi được nè, nhiều khi mình đi làm điện nước mình phải cần cái này anh em, nhỏ gọn bọc túi ok đó, nhẹ cực kỳ luôn. Mua cái này 265 ngàn. Rồi, và cái đèn này á, là anh em có thể chiếu xa được 20 mét, tức là tại vì cái dải led nó rộng như thế này anh em, cái dải led nó rộng như thế này, khi mình chiếu ra nha, cái độ xa của cái led này nó sáng tới khoảng cách tới 20 mét luôn. Hai chế độ sáng, nếu mà anh em để chế độ sáng mạnh á thì nó sẽ sáng liên tục trong vòng 6 tiếng rưỡi đồng hồ anh em nha. Còn nếu anh em mà để ánh sáng mà ánh sáng nhẹ, chứ ánh sáng nhẹ nó có hai chế độ sáng mà, ánh sáng thấp nè, ánh sáng mạnh, ánh sáng mà sáng nhất thì nó sẽ sáng được 4 tiếng nha, còn ánh sáng nhẹ là nó sẽ sáng được 6 tiếng rưỡi. Còn cái ánh sáng điểm đây nè, cái điểm đây nè anh em, cái này là cái điểm ha, ánh sáng điểm nè, nó sẽ sáng được liên tục trong vòng 3 tiếng đồng hồ nha, liên tục trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Cái móc này là để anh em móc đồ lên cao, còn hai nữa là mình gài vô túi quần túi áo của mình nè anh em,
và nó có cái móc này để mình gài vô túi áo của mình nè. Và như thế này nữa nè, khi anh em mình để bàn được luôn nè. Nè, cái này nè anh em, mình gỡ như thế này là mình để nó đứng luôn, được chưa? Để lên nó đứng như thế này nè. Đấy, nó đứng lên. Đấy, nó đứng nó dựa như thế này anh em. Đó, nó đứng nó dựa như thế này. Đấy. À đây. Đấy, nó đứng nó dựa như thế này. Đó, hay chưa? Còn nếu mà đứng trên cái nền đồ sắt thì khỏi yên tâm rồi, nó có cái nam châm hít rất là cứng. Còn để trên bàn nó không có cái gì hít vô thì nó có cái này để tựa. Đó, cái đồng hồ, cái đèn này rất là hay luôn anh em nha. Nó sáng cũng ok chứ, nếu mà sáng liên tục mạnh nhất là nó sáng được 4 tiếng nè. Rồi sau nếu mà nhẹ thì 6 tiếng rưỡi, mà nếu mà ánh sáng điểm thì được 3 tiếng. Đó, 260-15 ngàn, quá ok. Đó, 265 ngàn. Em có 3 mẫu luôn ha, 3 mẫu luôn. Nhưng mà bây giờ em lên trước cho anh em cái mẫu này. Cái mẫu này là đắt tiền nhất nè, đắt tiền nhất của quật phào mới ra đó anh em. Đó, anh em mình đang cần một cái mà nhẹ. Cái này đúng ra là cầm trên tay là hãng nó báo là hình như là hơn một lạng một xíu thôi à, 100 mấy gram thôi, chứ cũng được 2 lạng đâu anh em, nhẹ lắm. Anh em mình làm mang đi làm công trình thì hợp lý luôn đó. Còn xài gia đình thì quá xịn ha, xài gia đình thường anh em xài mấy cái có mấy chục ngàn cái thôi, đâu có đâu mà tới tiền trăm. Nhưng bạn này á, giúp anh em mình xài được đa năng lắm luôn, cho nên nó tới 265 ngàn nha. Rồi, anh em nào mua được món nào thì nhớ comment hoặc là nhắn tin ủng hộ em ha, nhắn tin qua Zalo cho em. Đó, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha, hẹn anh em ở những clip hôm sau nha.